cây có cội, nước có nguồn. Cội nguồn của dân tộc Việt Nam là hai tiếng đồng bào gắn với truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng. Là nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử, ra đời và phát triển trên nền tảng của nền văn hóa Sơn Vi rực rỡ. Những huyền thoại về thời đại Hùng Vương đã trở thành niềm tin vĩnh cửu. Không có dân tộc nào trên thế giới có được một khu di tích thiêng liêng để tưởng nhớ tổ tiên chung như người Việt Nam. Đó là khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng. Và dù ở phương trời nào, người Việt Nam cũng luôn hướng về mảnh đất tâm linh nguồn cội, thắp nén nhang thơm tưởng nhớ công đức tổ tiên đã khai sinh ra giống nòi Lạc Việt. Khu di tích Đền Hùng nằm trên vùng đất đế đô của nhà nước Văn Lang đã có từ hàng nghìn năm lịch sử. Núi Hùng còn có tên gọi là núi Nghĩa Cương, núi Nghĩa Lĩnh hay núi Cả, cao 175 mét, cao nhất trong ba ngọn Tổ Sơn. Núi Hùng trông từ xa giống như một chiếc đầu rồng mà thân uốn khúc thành núi vặn, núi chọc và núi pheo. Phía sau có những dãy đồi bát úp san sát như đàn voi trầu về đất tổ. Tương truyền vua Hùng phải đi nhiều nơi mới chọn được vùng đất sơn trầu thủy tụ ngút ngàn linh khí này. Núi Nghĩa Lĩnh và Đền Hùng nhìn về hướng nam, nhìn suốt tới vùng đồng bằng Bắc Bộ, cho nên là nó có cái thế mở, thế phát triển. Ba sông tụ hội, dòng Bích lẫn dòng Đào, cả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, một bên thì núi Tam Đảo, một bên thì núi Tản Viên. Tam Đảo, Tản Viên là hai cái trường thành bất khả xâm phạm, bất khả tấn công, bất khả bại. Cho nên là vua Hùng mới nói như là thế đất vững vàng, bền vững muôn đời và phát triển không ngừng. Từ bao đời nay, giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng luôn là biểu tượng tôn kính, linh thiêng, quy tụ và gắn bó mỗi người dân Việt Nam. Bản Ngọc Phả tại Đền Hùng ghi rằng, từ nhà Triệu, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa, nay là Cổ Tích. Dân làng Cổ Tích được giao cho trọng trách trông coi phụ thờ lăng miếu tổ tiên, được miễn trừ thuế khóa để lo đèn nhang tại Đền Hùng. Từ thời Nguyễn, giỗ tổ Hùng Vương gọi là quốc tế, nghĩa là cả nước tế tổ. Ngày nay, giỗ tổ Hùng Vương gọi là quốc giỗ và trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Năm 2007, Quốc hội đã phê chuẩn sửa đổi luật lao động, cho phép người lao động nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch để thỏa lòng con cháu viếng thăm mộ tổ. Ngước lên cổng đền, ta bắt gặp bức đại tự Cao Sơn Cảnh Hành, nghĩa là núi cao đường lớn. Ấy là lời nhắc nhở của tiền nhân với con cháu phải kính cẩn tri ân công đức tổ tiên. Đôi câu đối ở cổng đền cũng thể hiện đạo lý cao đẹp đó. Thác thủy khai cơ, tứ cố sơn hà quy bản tịch, đăng cao vọng viễn, quần phong la liệt tự nhi tôn. Dịch nghĩa là mở lối đắp nền, bốn mặt non sông quy một mối, lên cao nhìn rộng nghìn trùng, đồi núi tựa đàn con. Để lên đền hạ, du khách phải bước qua 225 bậc đá. Dưới những tán cây râm mát của rừng cây bản địa đan cài, bước chân du khách như nhẹ nhàng hơn, lòng thêm thanh sạch. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Đền hạ được xây dựng vào thế kỷ 17-18, kiến trúc kiểu chữ nhị. Đền thờ 18 đời Hùng Vương cùng vợ con tướng lĩnh của các vua Hùng. Tương truyền nơi đây
sau khi kết duyên cùng Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ đã sinh bọc trăm trứng, nở thành 100 người con trai. Hai chữ đồng bào là khởi nguồn của yêu thương, đùm bọc và sức mạnh đoàn kết. Đây là cái nơi mà sinh ra dòng giống tổ tiên của mình. Cho nên là thấy là hàng năm là muốn về, được về với những ngày dỗ tổ đền Hùng này thì cái trước hết là cái tinh thần, cái tư tưởng ở trong con người thấy nó rất là yên tâm. Đền Hùng là linh thiêng cả từ trước nay là linh thiêng lắm. Tôi đi về đây là thấy đẹp mà thấy mạnh khỏe. Tôi cảm thấy rất là bâng khuâng mỗi một lần đến đây thì tưởng nhớ lại các anh linh của tổ tiên của mình đã dựng lên nước này từ cái thời hoang sơ, nhưng phải nói đó là một kỳ tích rất là lớn, rất là lớn. Cho nên con cháu ngày nay đó phải làm thế nào đó giữ được cái bình yên của đất nước và phát triển đất nước. Ngay cạnh đền Hạ là ngôi chùa Thiên Quang, tên chữ là Thiên Quang Thiền Tự, được xây dựng vào đời nhà Trần khoảng thế kỷ 13-14. Kiến trúc chùa theo kiểu chữ công, thờ Phật theo phái Đại Thừa. Đây là nơi đón nhận ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Cây thiên tuế trước cửa ngôi chùa đã ngót 800 tuổi. Nó trở thành biểu tượng cho sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam. Từ đền Hạ, bước qua 168 bậc đá, du khách sẽ lên tới đền Trung, có tên chữ là Hùng Vương Tổ Miếu, tức là miếu thờ Tổ Hùng Vương. Đền Trung được xây dựng vào thời Trần, khoảng thế kỷ 13-14, kiến trúc kiểu chữ nhị. Tương truyền, đây là nơi các vua Hùng cùng các lạc hầu, lạc tướng du ngoạn vãn cảnh và họp bàn việc nước. Thời gian không thể bào mòn và làm phai mờ dấu tích linh thiêng của các vua Hùng buổi đầu dựng nước. Đây cũng là nơi vua Hùng thứ 6 tổ chức cuộc thi tìm người tài kế vị. Hoàng tử Út Lang Liêu với tấm lòng hiếu thảo, thương dân và tình yêu lao động đã dâng lên vua cha bánh chưng bánh dày và được truyền ngôi báu. Truyền thuyết ấy không chỉ thể hiện quan niệm về vũ trụ, trời tròn đất vuông, mà còn thể hiện quan niệm về chữ hiếu, được tổ tiên xếp đứng đầu trong trăm nét hạnh kiểm của con người. Từ đền Trung, bước qua 102 bậc nữa là lên đền Thượng. Đền Thượng có tên chữ là Kính Thiên Lĩnh Điện, tức điện thờ trời trên núi Nghĩa Lĩnh, được xây dựng theo kiểu chữ vương. Tương truyền thời xa xưa, các vua Hùng thường làm lễ tế trời, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn dân hạnh phúc. Đây chính là hình thức hội tụ những tín ngưỡng thờ thần tự nhiên của cư dân nông nghiệp cổ, trong đó có tục thờ thần lúa. Người dân quanh vùng kể lại, trước kia trên đền Thượng có hạt lúa thần to bằng chiếc thuyền nan ba cắng làm bằng đá, về sau bị thất lạc và được làm lại bằng gỗ. Trên đền Thượng, vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, con cháu tổ chức tế lễ, dâng hương hoa lễ vật và đọc chúc văn cẩn cáo anh linh các vua Hùng. Dỗ tổ Hùng Vương vào các năm lẻ, năm tròn do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức, có sự tham gia góp dỗ của một số tỉnh thành trong cả nước. Còn vào những năm chẵn, năm có chữ số cuối cùng là số 0, dỗ tổ Hùng Vương được tổ chức quy mô cấp nhà nước. Chúng con này 63 tỉnh thành nhớ lại tổ tông, 54 dân tộc tìm về cội rễ. Một vùng rộn rã trống chiêng, muôn dặm tưng bừng ca sĩ. Trống đồng rồi tới, núi sông dậy sóng.
đồng vang lên trời đất. Sông ba dòng tưới mát muôn phương, dòng cuồn hồ ngồi núi trăm ngọn, châu về một phía, núi mây sừng sững công cha, sông nước giạt rào nghĩa mẹ. Tương truyền, cũng tại đỉnh núi Thiên Thầy, vua Hùng thứ 6 đã lập đền thờ Thánh Gióng, ghi nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc có công dẹp giặc cứu nước. Đền thượng có cột đá thề mà tương truyền khi thục phán được vua Hùng thứ 18 nhường ngôi đã cảm kích dựng lên, thề sẽ đời đời trông nom miếu vũ và sang sơn bờ cõi vua Hùng để lại. Đứng ở đền thượng, phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn được toàn cảnh kinh thành văn lang xưa. Lăng Hùng Vương nằm ở phía đông đền thượng. Tương truyền đây là mộ của vua Hùng thứ 6. Trước khi mất, người đã dặn, hãy chôn ta trên đỉnh núi cả. Đứng trên cao, ta sẽ trông nom bờ cõi cho con cháu. Xưa là mộ đất có mái tre, nay được trùng tu, tôn tạo nhiều lần. Trước cửa lăng là hai cây đại khải với từng chùm hoa vàng mọc ra từ thân cây. Lăng tầm tự năm nào, núi tàn sông đà, non nước vẫn quay về đất tổ. Văn minh đang buổi mới, con hồng chóng lạc, sống nòi còn biết nhớ mồ ông. Đền giếng được xây dựng vào thời nhà Nguyễn thế kỷ 18, đến nay đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần. Tương truyền, đây là nơi hai nàng công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa, con gái vua Hùng thứ 18, khi theo cha kinh lý qua vùng này, thường đến đây soi gương chải tóc. Tưởng nhớ công ơn hai nàng đã dạy dân trồng lúa, trị thủy, nhân dân đã lập đền để muôn đời thờ phụng. Trong ngôi đền còn giữ được giếng ngọc, nước trong vắt và không bao giờ cạn. Nhân dân thường đến đây để xin nước thiêng về thờ cúng và dùng vào những việc tâm linh. Tại đền giếng, ngày 19 tháng 9 năm 1954, Bác Hồ đã nói chuyện với chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản thủ đô. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Vậy là đền Hùng lại có thêm một cột đá thề của thời đại Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước. Hàng năm vào dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng, phần hội được diễn ra tưng bừng náo nhiệt tại khu di tích lịch sử đền Hùng và các xã vùng ven khu di tích. Nhiều hoạt động văn hóa dân gian được trình diễn như rước kiệu, hội trại, biểu diễn nghệ thuật. Các hoạt động thể thao thể hiện tinh thần thượng võ, làm cho không khí ngày hội thêm tưng bừng phấn khởi. Trong đó không thể thiếu hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày để chọn ra những chiếc bánh ngon nhất dâng vua Hùng. Đây là một cái sản phẩm của từ vua Hùng ngày xưa. Bởi vì vậy là anh em chúng tôi là giữ lấy cái truyền thống của các cụ ngày xưa để mình giữ lại cái truyền thống để giáo dục cho con cháu sau này. Thế và năm nay được về Dỗ Tổ thì đã được tham gia hội thi, thì cũng với cái tấm lòng tri ân đối với tổ tiên và uống nước nhớ nguồn về tham gia để gói bánh chưng ngon nhất, đẹp nhất để dâng lên như vậy là Dỗ Tổ vua Hùng. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng cũng không thể thiếu được hát xoan, khúc hát có từ thời đại vua Hùng dựng nước.
nhằm quy tụ các giá trị văn hóa tinh thần thuộc thời đại Hùng Vương về khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng. Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân đã được xây dựng trên đồi Sim thuộc xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì từ năm 2007. Đền tọa lạc trên một khuôn viên rộng rãi, quay mặt về hướng Tây Nam với kiến trúc kiểu chữ đinh. Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân là biểu trưng cho tinh thần đại đoàn kết và truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ được xây dựng trên núi Vặn, một trong ba ngọn Tổ Sơn thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì. Đường lên đền là 500 bậc đá dốc đứng. Kiến trúc của đền Tổ Mẫu có nhiều nét công phu độc đáo với các họa tiết hoa văn của trống đồng Đông Sơn. Mẹ Âu Cơ là người mẹ uy linh của dân tộc Việt Nam, người mẹ đã sinh ra dòng giống Lạc Hồng để muôn đời con cháu tự hào ngưỡng vọng. Hàng năm, lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức vào ngày 6 tháng 3 âm lịch. Năm 2009, khu di tích lịch sử Đền Hùng đã vinh dự được đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử đặc biệt quốc gia. Năm 2011, hát xoan, khúc hát có từ thời đại các vua Hùng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Và năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vinh dự lớn lao ấy cũng đặt ra trọng trách không nhỏ đối với tỉnh Phú Thọ. Trước hết là tỉnh Phú Thọ phải làm thật tốt cái việc tuyên truyền, quảng bá để cho người dân cả nước cũng như kiều bào ta nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu biết nhiều hơn về cái tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và đặc biệt là cái tính nổi bật toàn cầu của cái di sản đã được thế giới vinh danh. Thứ hai là chúng ta phải làm tốt cái việc tổ chức rỗ tổ Hùng Vương hàng năm và cái lễ hội Đền Hùng. Trong đó đặc biệt chú ý tạo cái cơ hội thuận lợi để cho nhiều người dân được tham gia nhiều hơn vào các cái hoạt động thờ cúng Hùng Vương. Bởi vì chính họ là những người mà đã lưu giữ để trao truyền để cho cái di sản đến ngày hôm nay được vinh danh. Thứ ba đó là chúng ta phải tiếp tục quan tâm, tập trung tôn tạo, tu bổ các cái nơi mà thờ cúng Hùng Vương. Mà trước hết đó là cái khu di tích lịch sử Đền Hùng. Bởi vì đây là cái nơi thực hành cao nhất của cái tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và để cho con cháu cũng như đồng bào cả nước hàng năm hành hương về đất tổ, thắp hương và tưởng nhớ tri ân công đức của vua Hùng. Vua Lê Hiển Tông khi xưa viếng mộ tổ đã để lại bài thơ nổi tiếng ca ngợi công đức của các vua Hùng, dịch nghĩa là: mở nước văn lang cổ, dòng vua đầu viết sử, 18 đời nối nhau, ba sông đẹp như vẽ, mộ tổ ở lưng đồi, đền thờ bên sườn núi, muôn dân đến phụng thờ, khói hương còn mãi mãi. Dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng là ngày hội lớn của đồng bào cả nước. Về với Đền Hùng là về với cội nguồn dân tộc. Cây có cội mới xanh cành tốt ngọn, nước có nguồn mới biển rộng sông sâu. Tình cảm đó sẽ được lưu truyền mãi như một khát vọng, một lẽ tự nhiên, một sự tiếp nối truyền thống văn hiến mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.